hết hồn mày. Khỏi cần kêu đứng đây đợi nãy giờ. Dạ. Đợi con ra lệnh là chú làm món liền. À dạ, chú. Tụi con tự nhiên thấy căng thẳng, người nóng trong người quá chú. Ờ, do mặt thấy rồi. Chú ơi, có nước gì mát mát không? Lạnh lạnh mát mát là được rồi chú. Con kia nó nói mát mát tao không thấy gian. Mày nói mát 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 gian. Ý mày nói là mát gần mát xa đó hả? Ê, có đó ngoài quán nha, ở đây không có. Nhưng mà ở đây có một thứ kêu là mát lạnh. Trời. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó có nói gì mát xa thôi. Nó đem cái gì ra mình. Mày xe bằng tay ra đi. Dạ. Mày để lên bàn đấy. Hãy ta đưa vô là mày bụp vô liền nghe chứ. Dạ. Bụp liền. Dạ rồi. Chú ơi không, chú mát chưa? Chuyển qua tê rồi chú ơi. Ê, chú cái gì vậy? Nước đá vô gì vậy? Chưa hết là muốn mát lạnh đầy. Xăm bông cúc nhà làng. Mát gan giải độc, mặt mộc thành mặt tròn. Mặt tròn thành mộc, mặt thanh tú. Mập ú già khú thành trẻ măng. Phiền hà thành vui vẻ, đó là trà xăm bông cúc nhà làng. Chắc nhà chú hay uống xăm được không? Đương nhiên nhờ chú uống xăm coi như những nếp nhăn nó đi đâu hết trơn hết trọi luôn. Đây, đâu có ai nói chú là 50 đâu. Dòm tưởng 30 không. Nhờ trà xăm bông cúc nhà làm. À dạ, dạ vậy vậy cảm ơn chú. Dạ, để cho con uống. Dạ. Mấy đứa cứ uống đi. Dạ. Lai rai một chai, hết thì tới đây thêm một chai nữa. Dạ. Mỗi ngày một chai là hai đứa trẻ mãi không già. Dạ. Để coi uống coi dạ, nó trẻ không? Tự nhiên nha. Dạ. Tăng tăng cũng hồng phải không? Dạ, hồ mát quá chú. Cảm thấy dạ, ai quạt trong hai đứa trẻ quạt vậy. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Đang có chuyện buồn mà còn gặp nữa. Ê, chán quá Lộc. Gì? Tự nhiên thấy chán cuộc đời này quá. Chán cái gì? Tao nói cho mày nghe. Tao học 5 năm đại học, đúng không? Ờ. Sau đó tao đi học thêm 2 năm thạc sĩ vậy mà bây giờ vô công ty cho tao đi pha trà với lại đi photo mà chịu nổi. Gì kỳ vậy? Tao không thấy tài năng tao bị lãng phí quá. Cuộc đời tao đẻ ra đâu phải để làm cái chuyện này. Trời ơi, dễ quá mà. Bây giờ mày nói thẳng vô mặt ông sếp mày đi. Đừng tưởng buồn. Ừ, ông không buồn, ông đuổi mày luôn. Gì đuổi? Cái gì nữa, mày nói thẳng vô mặt ông. Tao dùng hết tất cả những cách có thể làm rồi. Tao email, tao báo cáo, tao thuyết trình. Thậm chí tao up cái ảnh, tao tát ổng vô luôn. Ổng lóc tao rồi. Nhưng mà nó có kết quả. Sao? Ừ, hồi đầu ổng chỉ giao tao pha trà thôi. Sau khi tao làm tất cả những chuyện đó, ổng nhận ra tài năng trong tao. Đúng rồi. Thì bởi vậy ổng cho tao đi thêm photo. Bây giờ tao không còn cách nào khác. Tao thấy chán đời quá Lộc. Trời đất ơi, công việc quá nhàn hạ vậy mà chán là sao? Chứ làm sao? Mày coi tao mới khổ nè. Tao phụ nữ đúng không? Coi chức vụ của tao trong công ty mới ghê nè. Máy in hư cũng kêu tao, máy tính hư cũng kêu tao, cúp điện kêu tao, hư ống nước cũng kêu tao. Mà chưa hết đâu, đòi nợ cũng kêu tao luôn. Wow. Thấy ghê không? Dồn tất cả mày gánh vác cả gian sang vậy hả? Tao như là một con ô xin trong cái công ty vậy đó. Khổ lắm mày ơi. Mà bây giờ sao giờ phải chịu thôi. Ơi, dạ. Hai đứa đang đàm đạo về tương lai hả? Dạ, tụi con nói chuyện sự nghiệp của tụi con. Đâu có hiện tại luôn á chú, chứ phải tương lai. Hiện tại và tương lai. Dạ. Nếu mà đàm đạo về hiện tại và tương lai, hai bạn cứ đi thẳng và quẹo trái gặp một cái quán trà đá tha hồ đàm đạo. Dạ, xin lỗi chú, tại tụi con đang tâm trạng quá. Giờ thôi bây giờ chú cho đại tụi con dĩa trứng chiên đi chú. Trứng chiên à? Dạ, nha. Rồi. Có khi dễ chú không? Dạ. Trứng chiên thì có cái gì đâu. 4 cái trứng 12 ngàn, đúng không? Dạ. 12 ngàn cộng thêm 1 ngàn dầu, cộng thêm 1 ngàn ga nữa là chiên lên là có trứng chiên ăn rồi. Nghĩ sao mà kêu chú làm trứng chiên? Trời, chú ơi, thật sự là tại bây giờ tụi con không có tâm trạng. Nó thẳng ra tụi con muốn ăn gì vậy, vô kiếm vô ngồi nói chuyện thôi. Đúng rồi, dạ. Không có tâm trạng thì đúng thôi. Bởi vì sao? Đường đường là một sinh viên, 5 năm đại học, 2 năm thạc sĩ, ra làm gì? Nó biểu đi làm photo, nó biểu đi pha trà, pha nước. Nhục đó con. Đặt như chú là chú đập đầu cho tường, chú chết rồi đó. Trời ơi, chú... Thôi mà đừng khóc. Sao chú nói vậy với cuộc đời con vậy? Cho nên đừng có so sánh cuộc đời mình như là trứng chiên, hiểu không? Dạ. Phải vươn cao hơn, kêu món khác đi. Ôi mày vậy sao mày khi dễ cái tài năng của chú quá vậy? Chú ơi, thôi giờ làm con dĩa gỏi ngũ sắc đi. Gỏi ngũ sắc hả? Dạ. Con nhỏ này mộng cao lắm, biết sao không? Cái gì? Đây là một cái quán hết sức bình thường. Nó đâu phải nhà hàng mà gỏi ngũ sắc. Ủa? Trình độ chú làm được gỏi ngũ sắc không con? Ủa chứ? Cũng như con đi. Con trình độ không? Trình độ quá gì đó. Tốt nghiệp đại học, rồi làm nhân viên văn phòng. Nó bắt làm gì? Cúp điện nó cũng bắt sửa. Hư ống nước nó cũng bắt sửa. Thấy không? Rồi máy vi tính, máy photocopy. Thậm chí khuân giác mà nó còn bắt con đi. Mình làm thân gái mà con. Mình
nhu mì mà nó bắt mình phải làm cái chuyện đàn ông. Trời ơi, phải có ý chí vươn lên. Những cái nỗi đau nó sẽ tan biến đi, nỗi đau nó sẽ thành sức mạnh để cho các con vươn lên. Kêu món gì? Nghe chú nói sao con không thấy nỗi đau nó tan, bây giờ nó bị nhân đôi rồi chú. Thôi nín đi con, đừng khóc làm gì, buồn thương tiếc chi. Con ơi, mình gọi món đi, ăn vô sẽ quên. Thiệt. Kêu món đi con. Lấy đợi con dĩa cơm chiên cá mặn đi. Cá mặn là muối mặn tình đời đó con. Con biết sao không? Con bị sếp các con nó đi như vậy là một sự cay đắng trong cuộc đời. Nó đau đớn lắm. Nó mặn ở trong tim nè. Bây giờ con ăn cơm chiên cá mặn, nó nhìn nó sát muối vào tim con không? Bây giờ ăn cái gì đi chú? Chuẩn bị cho con một cái món hết sức là đặc biệt, bảo đảm mấy đứa sẽ thích. Trời ơi. Món gì đặc biệt vậy? Hả? Mì gói muôn năm. Trời ơi. Mệt quá. Mà nó không, hôm nay đợi chờ một xíu đi. Trời ơi, đường xá ở dưới quê lên xa xôi lắm. Mình lên đây mình khám, mỗi lần khám là rất là khó khăn. Bởi vậy anh mới tranh thủ, thấy không? Mình thấy ông tranh thủ anh khám tổng quát luôn, coi sao chờ lấy kết quả. Ây da. Con đừng đạp nè. Chờ mẹ khám chút xíu xong cái về. Ra cái ba chở mẹ với con về luôn nha. Em muốn ăn phở. Rồi xong đi rồi anh dẫn đi ăn phở nha. Em mang thai vất vả lắm anh biết không? Biết rồi mà. Thương anh đó. Em phải mang thai anh biết không? Cưng lắm nè. Không phải cưng em đâu, là cưng con, cưng em luôn. Này vô đây con. Trời ơi, gần xanh rồi. Chừng 2-3 tháng. Thôi bệnh nhân Lê Thị Khánh vô khám thai. Em. Tên em hả? Vô em vô khám đi. Vô. Mệt lắm anh biết không? Biết rồi, anh biết rồi. Đi vô. Ở lại đi, em đi được rồi. Đi cẩn thận nha. Trời ơi, vợ tôi mà bầu bì vậy đó, còn 2 tháng nữa sanh mà nhìn vẫn thấy đẹp. Đã ghê hồn. Đi khám bệnh hả? Anh nhìn thấy uể oải quá ha. Mệt quá, yêu lắm. Hôm nay nhiêu tuổi? Dạ 30. Mới 30 mà yếu lắm chú ơi, anh ơi. Thí dụ như yếu là do nhiều khi chú mày giờ năm nay mới có gần có 30 thôi. Là do cơ thể, cơ địa mình nó có cái gì nó có thể là nó trục trặc. Thì nay vô đây khám thì bác sĩ người ta định bệnh, rồi về điều trị thì tôi nghĩ chắc cũng hết. Chứ mới 30 mà cái bệnh á, thường thường cái bệnh yếu đó là thì nó xảy ra tới tầm khoảng chừng 40 ngoài đó, khoảng 45, 46 tuổi ngoài á, thì quả may mới thấy cái trường hợp đó xảy ra. Chứ còn mới có 30 mà do cơ địa thôi. Yếu là do cơ địa. Bây giờ mình bồi bổ. Thí dụ giờ nè, mình yếu cái đó ha. Về cái mình uống rượu rắn nè, rượu ngâm, rượu rắn, hoặc là vô tiệm mấy tiệm thuốc bắc á, vô đó mình hỏi người ta coi nếu mà có cái gì mình tráng dương mà cường gì đó, cường dương tráng thận gì bổ thận gì đó, mình vô mình uống theo to của mấy tiệm thuốc bắc, tôi nghĩ là sẽ hết. Đừng bi quan, có bệnh mà không gì phải bi quan, mình phải lạc quan, nó phải hết được, hiểu không? Ráng đi. Rồi tự nhiên sức khỏe yếu uống chi mấy cái đó chú anh ơi. Uống cái đó thì người ta nói là trường cường dương bổ thận gì đó. Bác sĩ nói em mà chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống rồi đừng thức khuya này kia thôi, rồi tập thể dục rồi vô. Yếu gì chứ nãy nói sức khỏe em yếu lắm, ra gió vậy trúng gió này kia. Ôi sức khỏe yếu hả? Chứ nãy giờ năng nói yếu gì vậy? Tôi tưởng yếu vụ kia. Trời ơi. Rồi mời bệnh nhân Mai Hoàng Sơn. Dạ bác sĩ. Dạ có kết quả rồi hả bác sĩ? Dạ đây, đây là kết quả bệnh án của anh. Dạ. Bác sĩ ơi, có cấp cứu bác sĩ đây. Rồi anh đọc trước nha, còn một lát nữa tôi ra tôi giải thích sau ha. Dạ. Rồi. Có kết quả hả? Để coi. Ở vậy đây coi. Khỏe quá mà bệnh tật gì? Khỏe re luôn, tôi nói thiệt. Tôi á là không bao. Nè, đây nè, bệnh nè. Dạ, chương gan nhiễm mỡ nè. Cao huyết áp nè. Sỏi mật nè, sỏi thận nè, men gan cao nè. Ủa sao
sao kỳ vậy? Cái này là của tôi hả ta? Đúng rồi, tên tôi nè. 1, 2, 3, 4, 5 cái bệnh nằm dồn vô một chỗ. 5 cái bệnh này mà dồn cho 100 người chịu không nổi. Chứ có 5 cái mà dồn vô có mình tôi làm sao chịu nổi. Trời, cái kiểu này chắc chết. Xong rồi. Thôi anh ơi, không sao đâu. Bệnh mà không sao. Lạc quan lên, đừng bi quan vậy. Lạc ông lạc ông nội tôi cứ lạc. Anh còn trẻ mà. Một bệnh thôi có thể lạc quan được. 5 bệnh nó dồn vô một chỗ mà lạc chỗ nào? Thì mình nghĩ lạc tao y luôn chứ lạc chỗ nào? Trọng ơi, em khám thai xong rồi. Bác sĩ nói à, con rất là khỏe, thai rất là khỏe, em cũng rất là khỏe. Mình về hả chồng? Vợ chồng mình đều khỏe, gia đình mình đều khỏe. Con ơi. Sao vậy? Vụ gì vậy? Em khỏe, con khỏe, nhưng dạ? Mà anh không khỏe rồi. Sao anh không khỏe? Anh khám bệnh ổng quát bao giờ quá trời bệnh luôn, lội nó lum lum la bệnh. Có gì kỳ vậy? Trời, con ơi, ba có lỗi với con. Trời, ba không có thể sống chung sinh với con được đâu con. Thôi anh đừng có nói như vậy mà. Còn nước còn tát. Quá trời bệnh trong này nè. Không anh ơi, bây giờ cái gì mình về mình chữa bệnh sao ha. Tại vì anh khỏe mạnh, anh còn trẻ mà. 5 cái bệnh nó dồn vô một chỗ em ơi, làm sao mà điều trị cho nổi trời. Đừng có bi quan như vậy, anh phải lạc quan lên đừng. Không mà tôi biết là tôi không lên tôi khám đâu trời. Đừng mà. Trời ơi, tự nhiên chồng tôi bị bệnh dữ vậy. Quỷ nhỏ này ngồi cái bên còn khuyên lạc quan. 5 bệnh mới lạc quan. Lạc quan. Sao tự nhiên bệnh gì bệnh dữ vậy? Quý khám là động bác là được rồi. Trời ơi, sao tự nhiên. Ủa sao anh khóc dữ vậy? Chồng tôi bệnh nặng lắm bác sĩ ơi. Làm sao cái bệnh dồn vô chỗ mà. Trời ơi, tôi bầu bì như vậy mà chồng. Ủa? Tôi bệnh làm sao mà tôi lo cho chồng. Làm sao bệnh gì? Anh đâu có bệnh. Đây nè. Đó, cái kết quả đưa ra vậy mà còn nói gì nữa. Trời ơi, cái này là thông tin cần biết thôi. Người ta giới thiệu bệnh thôi. Hả? Đây nè, bệnh của anh nằm ngoài sau nè. Là không bệnh gì hết trơn hả bác sĩ? Không, anh không có bệnh gì hết. Mấy cái bệnh này anh không có bệnh. Anh chỉ có bệnh vô sinh thôi. Hả? Trời ơi. Không bệnh, không bệnh. Anh có bệnh gì hết, không bệnh năng gì hết. Chỉ bị vô sinh thôi. Mấy cái kia là sao vậy? Sao ghi trong đó là sao? Là người ta giới thiệu thôi, người ta quảng cáo bệnh thôi. À, tức là người ta nói ra để thông tin cho mình đọc, mình hiểu để thôi. Để mình biết là mình có bệnh hay không á mà. Trời ơi, anh sớm xét quá. Bây giờ mình bình tĩnh lại, bây giờ bác sĩ nói lại lần nữa nè bác sĩ. Bây giờ tôi bị chứ. Tức là anh không bị cái bệnh gì hết, anh chỉ bị một mình bệnh vô sinh thôi. Vô sinh thôi đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, mà vô sinh à? Trời thương mình rồi con ơi. Con ơi, thì giờ ba không có gì hết, ba không có gì, ba mừng quá trời ơi, ba sẵn sàng ba đón con chào đời. Mừng quá. Vậy ăn mừng với ba nha con nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Ôi mừng quá chồng ơi. Anh đợi chút nha. Vô sinh mà có con. Thế giới kỳ thú vậy.